Thì ba cái lá thư này về chúng tôi cứ ngồi chiêm nghiệm thấy sao cái lời của Ấn Tổ đưa vào trong văn sao để ảnh hưởng đến con người nó hay thế. Mà còn nhiều lá thư hay nữa chứ không phải như vậy. Sáng hôm nay, chiều hôm qua coi một cái lá thư này cũng thiệt là hay. Lạ, mình đọc vào văn sao rồi bắt đầu mình cảm văn sao được rồi, mình thấy lá nào cũng hay. Tuy rằng ngài nói cái chuyện tôi in bao nhiêu gói kinh, chuẩn bị tôi cho ông kinh, tôi gửi ông bao nhiêu gói. Mình nghe vậy mình thấy cũng hay, bởi vì mình nghe vậy để mình bắt chước mình làm. Còn có nhiều người nói sao cái lá thư này không có đạo lý gì, nói chuyện cho kinh được không ạ? Ai, tâm này có chướng ngại đọc văn sao rồi, chướng ngại đọc văn sao rồi. 30 năm ở trong một cái am, một cái thất, đọc tam tạng kinh điển, rồi tùy nghiệp chúng sanh gửi thư đến, người lấy kinh Phật để hóa giải nghiệp, thì những cái lá thư này nó có cái giá trị kéo đến 9.000 năm mạt pháp trở lại về sau. Mục đích chúng tôi nói là để quý vị có niềm tin với bộ văn sao này, đọc để bắt đầu nó chuyển nghiệp từ từ. Đó là ba cái lá thư mà hôm nay chúng tôi cảm xúc được, chúng tôi nói trong 45 phút. Nãy là 6 giờ, giờ là 6 giờ 44 phút. Giờ chúng tôi đọc cho quý vị nghe trong cái thư của Ấn Tổ nói về cái giáo dục gia đình hay. Biết sao lá thư nào ngài cũng nói, nếu mà ông không có đắp cái gốc về luân thường bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các ác vẫn làm các thiện, ngay cái cuộc sống thế gian ông cũng không thành công được đâu, đừng có nói là cái chuyện Phật Pháp. Nếu mà ông tu Phật Pháp mà cái gốc này ông không đắp là ông chịu thua. Thế gian Pháp ông đối đãi với nhau, con người với con người, mà ông có cái lòng nhân từ, ông đối đãi với nhau, ông mạc đãi với nhau, thì làm sao mà ông có thể học Phật Pháp, ông về ông ở gần Phật được không? Ông vô chùa cũng không chứa ông đâu. Cũng như có hai bà cụ vừa rồi chúng tôi nói, một bà cụ rất là ngoan, bị hư con mắt, xuống mổ 11.600.000 đi về, hoan hỷ vô cùng trình chúng tôi nói, thôi cố gắng cụ niệm Phật, cụ hưởng cái phước lộc của Tam Bảo, chắc nhiều đời cụ cũng có gian duyên với Tam Bảo, bữa nay có Tam Bảo lo cho cụ. Cụ cảm động, bà cụ này cảm động. Còn bà cụ đi xuống khám con mắt không bị sao hết cả, bác sĩ nói không sao hết. Bây giờ bà ở lại đang đòi tiền với chồng á, đang đi kiếm tiền, chồng phải chi tiền lên đây mới sống được. Còn bà này bà buông xuống được, con lên đây có thầy lo rồi, gia đình không lo, thầy lo. Thì hai người này nó khác nhau một trời một vực. Một người là họ có cái căn lành, nói cái họ nghe, họ quay về với Tam Bảo. Còn một người họ cứ nghĩ tiền không à, suốt cả cuộc đời họ nghĩ đến tiền, cho nên cái chủng tử nó quá mạnh, mà đột phá mà nói không được, bây giờ tiếp tục quay về để tạo nghiệp, kiếm lợi riêng cho mình, lấy tiền để cho mình xài. Mà những người khác người ta cũng thích tiền, hai người thích một điều này chắc chắn có chuyện xảy ra. Hai người đều thích tiền là có chuyện xảy ra. Người vợ không thích tiền nữa, lo thích cái việc thay chồng ở nhà dạy con, nấu cơm nấu nước, dọn nhà dọn cửa sạch sẽ để dạy con, xích tu. Ông chồng đi kiếm tiền thì hai người này hạnh phúc. Ấn Tổ nói rồi. Còn bây giờ hai người cùng thích tiền, đi kiếm tiền về, có chuyện. Trời, em làm sao em bị thất bại, rồi nó bị chuyện kia chuyện nọ, kể ông chồng cũng phiền não theo. Rồi cuối cùng ông chồng cũng phiền não chuyện tiền bạc nữa. Riêng cái chuyện tiền này nó nhận con người chết. Hôm trước chúng tôi kể quý vị, cái ông ăn xin, ông vừa ngồi niệm Phật mà ông vừa ngồi ăn xin đó, mà thế mà ông ăn vui. Cũng là người ăn xin mà bây giờ lăn lộn dưới sình đó, ở chợ Sài Gòn, ở dưới Sài Gòn mà họ lăn dưới sình cho thiệt dơ, người ta thấy họ tội người ta mới cho. Cũng hai người ăn xin mà cái tâm trạng nó khác nhau kinh khủng. Cũng là hai con người về đây nghe Pháp, cũng về đây tu, mà một người người ta chịu buông xuống, mà một người họ không chịu buông. Không chịu buông là chịu thua khổ. Quý vị nghe cái lá thư 87, thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan. Tên người này dài. Gần đây các tai nạn chiến tranh giặc giả nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải trọn hết bổn phận. Nói trọn hết bổn phận chính là phải chăm chú cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành.
bổn phận đó. Cái này ngài thấy ở ngoài thế gian làm không được. Mà có nhiều lần ngài giảng cái điều này, có nhiều người người ta không nghe, người ta nói sao nó đơn giản quá, lên kiệu quay xe bỏ đi. Ngài nói ông đi đường ông, tôi giữ trí tôi. Ông đi đường ông, tôi giữ trí tôi. Nghe cái câu này hay. Dầu cho ông không nghe mà ở trong này có người chịu nghe, ngài về ta thực hành. Ở trong này chúng tôi nói đến cái đoạn là cha từ. Đúng ra cái danh từ mà chúng tôi nói cho nó đủ đó gọi là nghiêm phụ mà mẫu từ. Cái này ngài chỉ nói cha thôi. Nghiêm tức là người cha này phải nghiêm khắc, thương con phải cho roi cho giọt. Có nhiều người mà đến nỗi con cái có vợ rồi, có chồng rồi, về kêu nằm xuống, lật cái mông lên, ngồi dậy từng chút, đánh từng roi. Roi này là cái tội gì? Cái tội này là cái tội mà kêu một tháng về thăm cha mẹ một lần mà đợt tháng này không về thăm nè. Cái tội này là cái roi này nè. Còn bây giờ con cái nó tới làm sao? Cha má vừa nói, con à, bữa nay sao mà ba má trong mình bệnh mệt quá. Bệnh thì mua thuốc uống cho nói gì? Nó làm mẹ hết trơn à. Không có một chút gì gọi rằng là hiếu thảo cha mẹ. Đời nó loạn ly đến cùng cực. Loạn ly này là do gì? Lắng nghe nè, do gì? Do từ nhỏ cha mẹ không dạy con. Cha không nghiêm, mẹ không từ, gọi là nghiêm phụ mẫu từ. Người cha không có nghiêm khắc với con cái, bản thân mình cũng hư hỏng, bản thân mình cũng gọi rằng là bê tha, thì làm sao mình nghiêm khắc với con cái? Hai cha con ngồi quýnh cờ với nhau, tao nói mày rồi, mày nhường cho tao một con sĩ để tao đi con đường này mà mày không nhường cho tao mày. Cha quýnh thua con mà cha cái bắt nói nhường à, cái mày con tao, tao đẻ mày ra mày nhường tao nước cờ đi, không được. Tao nói mày không nghe à. Tôi nói với ông là quýnh cờ đó phải là sòng phẳng bình đẳng với nhau, là ông thua là ông chịu thôi. Đổi tao với mày luôn, cầm bàn cờ úp lên đầu cái rầm. Cái này có nghe. Thì hỏi người cha như vậy làm sao gọi là nghiêm. Rồi cuối cùng cho tao mượn mày chút tiền coi, mượn không trả, kêu ông cha lụ đạn à. Mình dạy cái hư đó phải không? Cái gì mình có gặp lời thánh hiền đâu, mình học đâu, mình nung đúc con người mình tốt mà mình dạy nó tốt. Vậy mà dám làm cha, gan cùng mình không? Dám làm cha. Cái đạo lý này chúng tôi không có đọc trong văn sao mà tự nhiên chúng tôi cảm, chúng tôi nói quý vị thấy có không quý vị? Có. Tôi nói sao cái đứa con đó nó hư quá chừng đi thầy ơi, con chịu hết nổi với nó rồi. Không ngờ mình hư trước nó. Râu nào sau đó. Cái râu này nó bị thối gốc, nó hư rồi. Cho nên thành ra con sâu này nó ăn râu hư, nó cũng hư theo à. Đúng không? Cười sao cười vậy ta? Bây giờ mình tìm ra cái nguồn cội vì sao con mình hư, là bản chất mình hư. Cha không nghiêm, mẹ không từ. Má cho con cái điện thoại nghe, học đi, học giỏi đi, đậu rồi cho điện thoại nghe. Cho nó miếng mồi ngon, nó ngày đêm nó học, có điện thoại nó không học nữa. Chịu nói không? Không biết dạy con, nuông chiều hư hỏng, làm đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thế mà bây giờ cho nó điện thoại, nó ngồi nó bấm nó chơi, nó không học nữa. Cứ toàn là cho nó cái miếng thịt đưa trước cái miệng con mèo, nó cứ chạy nó cạp vậy đó. Cho nó vật chất, không có dắt lên chùa cho nó, con lạy Quan Âm, Quan Âm gia hộ cho con sẽ học giỏi. Con niệm Quan Âm đi mẹ, trước khổ bao nhiêu khổ rồi mẹ niệm Quan Âm, Quan Âm mới gia hộ cho mẹ đến ngày hôm nay. Tự nhiên nó khác với cái chuyện con học đầu đi mẹ cho con cái điện thoại, đúng không? Có niệm Quan Âm đâu mà nói được câu này, có tu đâu mà nói được câu này. Cái đạo lý đơn giản vậy thôi. Cha không từ con, mẹ cha không nghiêm, mẹ không từ con, nó hư thì hỏi làm sao nó hư đây. Bây giờ bắt đầu mình làm sao đây? Quay lại bằng con đường từ đầu tiên, bước từng bước thứ nhất. Đi 1000 bước cũng phải khởi động từ bước đầu tiên. Nghĩa là mình đi xa 10000 dặm làm thánh làm hiền cũng phải làm người nhân trước. Quay lại đọc văn sao, từ từ bắt đầu gì? Giật mình tỉnh ngộ,
do mình hư cho nên con đã bắt chước. Bây giờ bắt đầu mình sửa lại không muộn, còn hơi thở, chưa chết, chưa bỏ cái thân này còn cơ hội để sửa. Mà bỏ cái thân đọa lạc thì hết cơ hội sửa được. 80 bắt đầu sửa, 70 bắt đầu sửa. Đừng có nói mình lớn tuổi là mình là gọi là kinh nghiệm, kinh nghiệm về đời, kinh nghiệm cái tâm phàm, còn tâm thánh không có chút kinh nghiệm gì hết. Đâu có đọc thật, đâu có đọc lời dạy của thánh hiền đâu mà kinh nghiệm mà làm được. Cho nên ngài nói đơn giản không? Cha phải từ, con phải hiếu. Mà chúng tôi nói là nghiêm phụ mẫu từ. Cha phải nghiêm, nghiêm khắc cho roi cho vọt. La, mà nếu mẹ la nữa là nó trốn nhà đi mất. Mẹ phải an ủi dỗ dành, con ơi, thôi ba la như vậy, con thương mẹ, đừng có buồn ba nhân con, vì mẹ đi, dỗ dành nó. Mà được nói cái câu nói này là con người này phải có tu tập. Nói bằng cái đấy lòng chân thật thương yêu nó, thì có như vậy mới uống nắng nó được. Nhưng mà cuối cùng có những người cha chết mà mẹ đóng hai vai, vừa nghiêm vừa từ. Ai vậy? Mẹ của Thánh Gandhi. Thánh Gandhi là một vị thánh của Ấn Độ. Mà ông này ông giỏi, bộ trí óc ông siêu tuyệt, đọc sách của Thánh Hiền thâu nhận rất tốt. Và những cái cuộc mà gọi rằng là bạo động ở bên Ấn Độ là ông biểu tình bất bạo động. Biểu tình bất bạo động nghĩa là ông nhịn ăn, không hô hào biểu tình, dân biểu ngữ xuống đường, mà ông là người nhịn ăn để biểu tình. Dân làng sợ ông thánh này chết. Ông này thánh, sở dĩ người ta phong thánh là ông quá có hiếu với mẹ. Chỉ có cái điều có hiếu với mẹ mà lại là phong thánh. Thì người ta sợ ông này chết. Về chính trị chiến lược ông cũng giỏi. Ông kêu bây giờ nếu mà người ta đàn áp mình mà mình đưa quân ra đàn áp thì hai bên sẽ đổ máu. Bằng cách bất bạo động, im lặng, tuyệt thực. Thì cuối cùng người ta sợ ông chết quá, bao nhiêu dân sợ quá, lầm chợ sợ ông chết, rồi cuối cùng phải chấp nhận theo cái đường hướng chính trị của ông đưa ra. Mà chúng tôi qua Ấn Độ thấy còn một cái đền, còn một cái văn phòng, cái nhà để thờ ông Thánh Gandhi. Nhìn cũng mặt ông ốm như một phúc hậu. Rồi có một lần đó mẹ ông đánh ông ngồi ông khóc. Lúc trước đánh ông không khóc, bởi vì đánh ổng còn đau quá, cho nên thành ra ổng thấy mẹ ổng còn sức khỏe, còn dạy dỗ ổng được, cho nên ổng không có khóc. Mà lần này sao mà đánh ổng khóc. Mẹ ổng hỏi vì sao mà đợt này, mấy lần trước mẹ đánh con không khóc mà đợt này mẹ đánh con lại khóc. Cái đợt này mẹ đánh con không có đau nữa. Cho nên con biết tuổi của mẹ đã già, xế bóng về chiều rồi, không có thời gian mẹ ở lại bên cạnh để dạy con, cho nên thành ra con không đau mà con khóc. Khóc vì trong lòng con cảm giác thấy mẹ đã gần xa con. Và mẹ buông roi xuống ôm choàng con khóc. Mà bà mẹ là lấy roi đánh thiệt á. Đánh đây tức là biểu trưng cho người chồng, người cha nghiêm, nghiêm khắc. Mà cái nghiêm trong đó nó chứa đựng cái tình thương để dạy con nên người thành thánh thành hiền. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là cha phải từ mà con phải hiếu. Mà muốn cho con hiếu thì người cha này thực sự phải có lòng từ bi, phải có lòng nghiêm khắc, thì người con nó mới có hiếu thuận. Cũng như là cái đứa con của cái cô Xuyến đó, lúc trước nó nghịch ngợm nói đâu có nghe đâu, thế mà cổ tốt, cổ khởi cái lòng thương với nó, cổ nói cái nó nghe. Đứa ngoài đời mà nó học đủ thứ chuyện ở ngoài đời mà kêu nó đọc văn sao mà làm sao nó đọc được. Thế mà nó thương mẹ, nó chịu đọc. Cổ mừng của nó mừng kinh khủng. Như vậy cho nên hôm nay chúng ta muốn nói là cái lời của Ấn Tổ nói là cha từ con hiếu. Cái chữ hiếu này mà mình làm trọn vẹn được thì gọi là thánh nhân, gọi là Phật. Tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên nó mới là vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Cái hiếu nó là đứng đầu tiên trong tất cả chư Phật Bồ Tát. Muốn thành Phật mà bỏ qua cái tâm hiếu này là không thể thành Phật được. Mà nói về cái ác là khi mà phạm giới tà dâm thì nó đi đến cái diệt sát sanh. Quan hệ bất chánh rồi sợ sệt không dám đẻ mang đi phá thai thì gọi là sát sanh. Sát sanh rồi nó kéo đến cái chuyện là nói láo, giấu giếm cha mẹ. Nó kinh khủng lắm. Trong cái cõi này chúng tôi thực sự nghiêm túc mà nói, quý vị lắng nghe nha. Để mà điều chỉnh cái tâm thức của mình nó đi đúng đường, cái quỹ đạo.
theo lời dạy của Thánh Hiền, mình học để mình áp dụng được. Khiếm, khó kiếm con người này, khó lắm. Nhưng mà trong lòng chúng tôi thực sự rất là vui mừng, hân hoan. Có khả dĩ những người ngồi trong này, họ chịu nghe, họ chịu làm được. Chúng tôi nói khả dĩ. Khả dĩ có nghĩa là có người làm được, có người không làm được. Vài người làm được, chúng tôi cũng an ủi cõi lòng, làm thêm một cái sức sống, cái sức mạnh để mình hoàn truyền cái bộ văn sao này. Cha từ con hiếu, anh nhường em kính. Lúc trước chúng tôi ở nhà, lúc nào mình là anh của thầy Hưng là phải hơn. Muốn làm sao phải hơn ổng, chứ không có thể nào thua. Không có thế nào mà nhường em. Mua cái kẹo, mua cái xe, mua điện thoại, chia của nhau nữa. Cha mẹ lớn rồi, già rồi, chuẩn bị ra đi rồi, chia của. Thằng Út nó nhỏ, nó sanh sâu để muộn. Còn các anh á, sanh trước làm ăn có tiền có bạc, thôi để dành cho cái đứa Út này nó nhiều một chút. Không được đâu, con cái phải bình đẳng. Má làm vậy không có bình đẳng. Không nhường. Mà chính cái tâm không nhường này rồi á nghe, nó không có phước báu, cuối cùng cũng thua. Chúng tôi nhớ một cái gia đình đó, thôi hai vợ chồng lam lũ giống như người đầy tớ luôn quý vị. Toàn bộ những người anh được chia của bán căn nhà ra, tiền nhiều hơn. Cuối cùng cái vườn cà phê nó không có đáng gì hết trơn. Cà phê nó đang lỗ giá, giao cho cái đứa khù khờ. Giao cho cái đứa khù khờ. Coi như là cái vườn cà phê nó không bằng 1/3 cái tiền tài sản để chia cho mấy người anh. Thì cuối cùng sao? Mấy người anh lấy xài quýnh bài ăn chơi hết sạch. Cái người em mà cái vườn cà phê đó đó, họ cầm cuội, họ làm, họ vung vén, họ tưới nước, họ bón phân, họ làm cái vườn cà phê thiệt là đẹp, cần cù, chịu khó, chịu thương, lo hai vợ chồng làm vườn cà phê. Vài ba năm sau cà phê nó có mùa, trời ơi, bán đắt tiền quá chừng, mấy đứa anh đi đến mượn lại. Bà mẹ mới nói sao tao ngu quá, lúc trước tao giao cho mày cái vườn cà phê là được rồi, cuối cùng tao giao cho tiền, bây giờ mày khổ như vậy, mày thấy thằng Thanh không? Bây giờ cái vườn cà phê của nó thiệt là tốt, có tiền có bạc, sao tao không tính được điều này ta? Giao cái người mà cái của ít nhất mà người ta chịu thương chịu khó, cần cù vậy mà người ta cuối cùng lại là của cải người ta dư. Còn giao cho họ tiền nhiều, cuối cùng nó hư. Đi chơi đánh bài ăn uống xa pha, xài một cách phung phí, cuối cùng hết phước, nghèo túng thiếu. Cho nên Ấn Tổ nói cái tâm mình là tâm phàm, mà mình gặp ngũ dục tài sắc danh thực thì khó tránh lắm. Sát đạo dâm dối, gặp đủ duyên cho nó thuận tiện là nó làm ngay. Cho nên cứ nghèo khổ mà khổ cho tơi tả te tua, mà chồng ổng đánh, ổng chù, ổng dập á, chạy lên đây tu nó mới sướng. Bữa như cái cô ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu á, chồng ổng quýnh quá cỡ luôn, chạy lên đây gặp chú Nghĩa. Hỏi làm sao, con ở nhà con có ăn chay không? Kêu dạ không. Con có niệm Phật không? Kêu dạ không. Nhà có thờ Phật không? Kêu dạ không. Kêu con có đi chùa không? Dạ không. Kêu không vậy con khổ đúng rồi. Giờ con phải làm sao? Kêu con phải ăn chay, con quy y, con về ông kính ông chồng, thương ông chồng, về xin lỗi ông chồng. Nói thôi em xin lỗi anh, em lỡ dại, em đi em bỏ con mấy ngày cho anh trông đợi. Cái con nói vậy không được, con thù muốn chết thầy dạy con vậy, sao con về con nói. Cái con không nói như vậy là con không thể nào có hạnh phúc ở chung được. Chịu khó mình hạ mình xuống đi. Con vì con hạ mình xuống, từ từ bắt đầu gia đình hạnh phúc. Thầy cũng chịu, mà mới lần đầu lên gặp nhìn cái mặt thôi khóc như mưa, mà nó nhăn nheo giống như khỉ ăn ớt. Thôi quá trời là thấy khổ à. Mà nói chập tới tỉnh queo thấy không có chuyện gì hết trơn à. Về không biết bữa nay không thấy lên, chắc hạnh phúc đi ăn cua ghẹ gì vậy đó. Nó nói con người mà nó khi sướng hạnh phúc rồi bắt đầu tạo nghiệp, mà không có sợ tạo nghiệp đâu. Cái lúc đó đổ nghiệp rồi lúc đó mới sợ. Đúng không? Lúc đó là mới sợ. Mà quý vị dám chắc là tạo nghiệp mà không đổ nghiệp không? Ăn cua ghẹ rồi không bệnh hoạn, gia đình mình không ly tán gì, dám chắc chuyện đó không? Chúng tôi nói chắc chắn là cái chuyện đó sẽ xảy ra thôi.
chỉ có ăn chay tu hành niệm Phật phóng sanh in kinh thì gia đình quý vị từ từ nó hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người nói thưa thầy, sao thầy nói như vậy con thấy nhiều gia đình được, mà con tu mấy năm nay mà con thấy gia đình con chả cái chuyện gì hết, Phật pháp chả cái linh nghiệm. Ngồi thầy nói nghe thì có lý nhưng mà con làm nó chưa có được. Thì nhìn lại cái cách làm mình đúng như lý như pháp chưa? Thì chúng tôi lấy từ cái căn bản hỏi con ăn chay chưa. Cái con ăn chay tháng có 10 ngày thèm thịt. Cái thèm thịt là đáng đời rồi. Lời của Ngài Lý Bỉnh Nam nói là trên nồi, trên son, trên bếp mình có xào thịt rang chiên chúng sanh là gia đình mình nó sẽ bất hòa. Chúng sanh người ta đang sống người giết nó đi mà ăn thì hỏi làm sao mà gia đình mình hòa thuận được. Nghe như vậy mà có người họ nghe họ chuyển, có người không chuyển. Như cô Xuyến này cũng vừa nghe một cái là con ăn chay trường 7 năm nay. Trong lòng của mát mẻ hoan hỷ. Những cái đạo lý đơn giản này thôi nghe hoài, từ từ bắt đầu mới đột phá được cái nghiệp báo. Anh nhường em kính, dạy cho cái đứa em đó mà nó kính đứa anh thì mình phải kính chồng kính vợ, kính cha kính mẹ, đúng không? Mình không kính cha kính mẹ, kính chồng kính vợ mình mà bắt đứa con nó kính mình, làm gì có cái chuyện đó. Không có cái đạo lý này, không có cái đạo lý này. Cũng như chúng tôi không phải tự mãn, không phải khoe khoang, mà riêng đối với quý thầy, mỗi lần chúng tôi làm cái việc gì chúng tôi rất là cung kính. Chúng tôi thấy quý thầy nhờ việc gì, hoặc chúng tôi sắp xếp việc gì là chúng tôi hỏi han kỹ càng. Mấy thầy làm được rồi nhắn tin hoặc gọi là chúng tôi vâng ạ. Nhưng mà đôi khi một số các thầy cái chủng tử, hoặc một số các chú cái chủng tử còn, chúng tôi nhờ việc xong rồi đợi mãi không thấy gọi lại. Thì cái này gọi là cái bất kính. Mình tôn trọng người khác, mình nhận việc người khác giao cho mình rồi là mình phải gì? Báo lại ngay, được không được cũng phải báo lại ngay. Nhiều người họ nãy nhờ thầy cái chuyện sắp xếp mấy bà già rồi, sắp xếp công việc rồi, giờ làm sao rồi? Kêu, quên đi chứ, giờ mới nói lại với thầy. Thì có nhiều người viện cớ là do công việc nhiều quá. Nhưng mà cái việc quan trọng mình không lại để trong tâm, người ta nhờ mình làm nó hời hợt, thì cái lòng kính này không có. Cái người không phải trong này, không những ông tổ nói là cái người em kính anh, mà người trò phải kính thầy. Người thầy phải thực sự thương yêu, nghiêm phụ mẫu thầy. Vừa ông thầy đó không phải là nghiêm khắc và vừa từ bi, trong đóng hai cái vai cha mẹ trong đó, để mà dạy răn nhắc con cái. Cái chữ kính này nếu mà làm được cho trọn vẹn rồi, cuộc đời quý vị đi đâu ai cũng cung kính mình. Trong lòng mình thực sự mình không cung kính người khác, đi đâu người ta cũng sẽ xem thường mình. Dẫu cho mình đạt được cái chữ cung kính tuyệt đỉnh đi nữa, nhưng mà cái người đó không cung kính mình. Lỡ mình cung kính tuyệt đỉnh đi nữa mà ông chồng đó không cung kính mình là do đời trước mình đã là khinh nhờn họ rồi. Nó còn cái chủng tử khinh nhờn trong này. Mà xin thưa là cái tâm này nó chuyển từ từ, chứ không phải mình khởi niệm cung kính lên cái là bắt đầu nó được liền cho mình đâu. Nó phải có thời gian trong đó, chứ không phải là mình được liền. Giữ cái tâm cung kính. Anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận. Chuyện này khó làm lắm. Trong hai người này để mà hòa thuận với nhau, gọi là dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Một chữ hòa này thôi mà làm được cũng cả một vấn đề. Riêng cái chữ hòa này Phật dạy cho đại chúng mà người xuất gia, cũng như là đại chúng mà gọi là bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di á, mà Ngài dạy cái chữ hòa này nó có sáu cái phép lục hòa, là gọi là lục hòa kính. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, và giới hòa đồng tu. Riêng cái chữ hòa này, Hòa Thượng Tịnh Không nếu mà tìm ra được một cái ngôi chùa nào hai huynh đệ hòa với nhau thì hai huynh đệ này hạnh phúc. Cũng như cái thời vào mùa hạ, mùa này vào mùa hạ này, thì Đức Phật tán dương hai vị tỳ kheo. Vì sao hai vị tỳ kheo này sống suốt trong một mùa hạ 3 tháng mà không có lời qua tiếng lại? Thì hai vị tỳ kheo này đi lên bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, hai huynh đệ con áp dụng lời của Đức Thế Tôn dạy, tuy rằng con không ở bên cạnh Đức Thế Tôn. Bởi vì khi mà đến lãnh, thọ lãnh cái giáo pháp của Đức Phật rồi, chia ra mỗi người ở mỗi nơi, mỗi người ở tinh xá này, ở thất nọ, ở cốc kia, thì hai huynh đệ con suốt ở trong mùa hạ không có một lời qua tiếng lại, là do ý của đệ con, ý của sư huynh con, tức là ý của con. Rồi người sư huynh nói là ý sư đệ con, tức là ý của con, không có ý riêng.
Cho nên hai huynh đệ con khi đưa ra ý kiến gì, dầu cho sai đi nữa, đúng hay gì như thế nào đi nữa, hai huynh đệ của con làm theo đó. Làm là tôn trọng cái ý người đó, không biết sai hay đúng, từ từ cứ làm. Thì suốt trong một cái mùa an cư kiết hạ này, mà suốt cuộc đời còn lại, con chỉ lấy cái lời dạy là lấy chữ hòa, ý của con tức là ý của sư huynh con tức là ý của con. Thì sư huynh nói là ý của sư đệ con tức là ý của con. Thì Đức Phật mới nói đây là cái chữ hòa mà hai vị áp dụng được thành tựu. Đây là câu nói bất hủ. Nếu mà ý của chồng mình kêu dạ vâng, anh cứ làm. Còn chồng mình đưa ra ý, úi dồi, làm cái thế đó làm sao mà được. Em nghĩ không được rồi đấy. Thì bà nói tôi quýnh bà phù mỏ bây giờ. Có chuyện phải không ạ? Quý vị hồi xưa nghe người ta nói một câu không? Nói người ta vậy cho các vị hòa thượng nói. Chứ nhớ hòa thượng Đông Hậu hay là ai, nhường trên một bước mà rộng đàn dễ đi, nhường ông chồng một bước, nhịn nhường ông chồng một bước, vậy mà gì về sau mình tha hồ mà hưởng phước. Anh à, hết gạo rồi anh à. Ôi vậy hả em? Kêu dạ hết gạo anh à. Anh hết mắm rồi anh à. Ông chạy thôi, cong lưng cong cổ ông chạy tối ngày. Đúng không? Hôm qua có, hôm bữa chủ nhật có một cái cặp vợ chồng con bé kêu thưa thầy, con nghe lời thầy giảng là con ở nhà con dạy đứa con không đi làm, ông chồng con ông làm thợ hồ vậy ông nuôi, ông phụ hồ ông về ông nuôi, hỏi đủ không? Kêu dạ đủ. Rồi thôi thợ hồ vất vả mà cúng dường cái gì? Kêu không, con để dành dụm, con không ăn sáng, con để dành dụm con cúng dường cho thầy. Rồi có mấy đứa bé hôm bữa nó đập mấy con heo bằng nhựa bằng đất nó ra, hôm qua thấy thầy Thánh Tuệ chỉ mấy đứa nhỏ làm mấy con heo hoặc là mấy cái hộp thần kỳ. Thánh Tuệ gọi là hộp thần kỳ cho mấy đứa nhỏ đó để dư tiền nó lên nó cúng dường, rồi nó phụ giúp cái gì cho mẹ thay vì nó xài phung phí. Tập cho nó từng chút như vậy là cho nó cái tài sản đó, cái tài sản biết tiết kiệm. Như vậy hôm nay mình nghe những cái đạo lý này mình thấy lọt tai, thích thú, nhưng mà nghe xong cái nó quên hết rồi đó. Cái đĩa này chắc vài bữa phải cho nghe lại. Mà Lưu Tú Vân bạn nghe đĩa hòa thượng, mà cứ đĩa bạn nghe 8 lần, 10 lần, bạn nghe suốt như vậy, từ từ tâm bạn vô định. Hồi nãy giờ quý vị ngồi lắng nghe mà cái tâm nó đang yên ổn, nghe từng lời chúng tôi nói, hiểu, cảm nhận được, rót vào trong tâm. Tâm không có phiền não, không có lo toan, bực bội, tức tối gì cả. Thì đây là cái chủng tử vô lậu của Phật Pháp, nó đang tưới tẩm cái căn lành của mình. Cũng như cái cây bồ đề đó, cần phải có phân, có nước tưới cho nó mới ra sum, cành lá nó xâm xê. Chứ nếu mà hàng ngày mà không tưới là nó chết queo. Cũng vậy, cái tâm bồ đề của mình mà hàng ngày không nghe Phật Pháp, tụng kinh niệm Phật, khởi ý niệm lành lên là một thời gian, nó chết tức là nó nhận chìm, nó đọa lạc trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Về chùa mình nghe được những cái đạo lý này, trong người mình nó sung sướng, hân hoan. Tuy rằng nó chuyển chưa được, keo vẫn là keo, tham vẫn là tham, sân vẫn là sân, si mê vẫn là si mê, tâm ái dục vẫn là tâm ái dục, nhưng mà nó đang chuyển từ từ, nó chuyển mình từ từ trong đó, nó chuyển lần lần. Cho nên cái buổi thuyết pháp này nó đồng với cái buổi mình đang cộng tu, vì nó cũng hân hoan an lạc, không khởi vọng niệm này, mà nó có một cái tín hiệu tốt hơn nữa là nó thông được cái tư tưởng mình để mình vô mình tu tập. Chồng hòa vợ thuận, ông chồng nói sao mình cứ thuận theo. Ồ anh nói vậy hả? Vậy hả anh? Bởi vì ổng làm cho mình có làm biết gì đâu, cứ ở nhà dạy con thôi, học lời dạy của Thánh Hiền. Bé đó nói con nghe đĩa thầy suốt, mỗi lần thầy giảng trực tiếp là con nghe, con dạy con cho con, có con ở nhà con lo kỹ càng cơm nước, ảnh về có nước nóng đồ tắm, khăn nóng đồ lau mặt, vừa bước vô nhà cái anh khăn nóng lau mặt nè anh. Lo lắng kỹ càng, dép cuốc đồ quần áo ủi đâu ra đó hết trơn. Ông chồng đó không thương mình mà học theo lời dạy của Thánh Hiền, thuận nữa là thôi tuyệt, nhưng mà không áp dụng thì thôi chịu thua, chịu chết. Chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, kiếm những người chủ nhân từ khó. Họ đòi làm chủ một cái là họ không có nhân từ, họ mạt sát, họ nhận chìm mình, họ lợi dụng mình. Tìm người chủ nhân từ khó. Tớ trung thành, làm một chỗ đó là làm suốt bao nhiêu năm chỗ đó, giàu cho nó gọi như là thải công nhân đi nữa, chưa thải mình vẫn ở yên trong đó, yên ổn, trung thành sống chết với người chủ. Tớ trung thành, tám sự này mỗi người đều có đủ. Tức là những cái này là cái tâm chân thật, nó từ ở trong cái diệu dụng, trong cái chân tâm mình nó lưu xuất ra được.
những người mà bất cứ người nào cũng có đủ những cái khả năng này, điều họ không chịu làm, không ai chỉ cho họ làm, và không thấy những cái điều này làm là có lợi ích cho nên họ không làm. Ai cũng có để sẵn điều này, đừng có nói cái người đó sao mà người ta làm được, gia đình họ tốt mà tôi làm không được. Cho nên Ấn Tổ nói một câu, cái này ai cũng có đủ à. Cái lời nói của Ngài từng chữ từng câu rào đón hết để cho mình phải chấp nhận để mình làm theo. Nó là như vậy. Cái này là cả một cái lá thư luôn, rất là đặc sắc. Tám sự này mỗi người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con. Dưới có con cái thì mang bổn phận làm cha. Tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ. Làm việc cho người khác tức là mang bổn phận tớ. Những chức phận khác đều có thể làm trọn, chỉ có mỗi chức phận là cha mẹ là khó thể trọn hết được. Làm cha mẹ nó khó chọn lắm. Đối với chồng, đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với cháu chắt, đối với bạn bè bằng hữu, khó vô cùng. Làm cha mẹ khó lắm. Thôi làm thầy đi, lớn lên đi tu đi. Trẻ trẻ thì chúng tôi khuyên đi tu, còn già thôi cứ để vậy làm cư sĩ. Tu chân nay nơi cõi tục. Có con có gia đình rồi, bây giờ mình phải ở lại trong gia đình đó, lo cho tốt. Cô Xuyến này cô nói có một cái chú đó 39 tuổi, 29 hay 39, nghe pháp của thầy rồi thích đi xuất gia, chưa có gia đình. Cái bữa đó con đó vô, con vô con dắt cái chú này đi theo, cũng có trình độ học đại học đồ xong mà nghe đĩa của thầy rồi thích đi tu. Họ thích vô đây, họ xuất gia. Thì những người này thực sự mà họ có căn lành, về sau họ lợi lạc cho Phật pháp dữ lắm. Họ làm cho tốt thì biết bao nhiêu chúng sanh được lợi lạc. Bởi vì họ tốt là những người khác đi theo họ tốt theo. Đó. Cho nên làm cha mẹ nó khó. Mình không đủ khách làm cha mẹ thì thôi bây giờ mình đi tu để mình học theo lời dạy của Phật. Nhưng mà hiện tại những người vô tu, chúng tôi làm cho cư sĩ một thời gian lâu lắm. 5 năm, 10 năm làm cư sĩ thiệt lâu. Khi nào thực sự đủ duyên thấy tốt, giống như là ông Pháp Sư Định Hoằng mà theo Hòa Thượng hai mấy năm, cho một người đó cho thiệt tốt, gặp một vị Hòa Thượng nào cho họ xuất gia, chứ không có là làm lữ xuất gia đại trà được nữa. Đó là cái điều chúng tôi hôm nay muốn thông báo với quý vị. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau 0792344948 hoặc 0904775948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo v.v. xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 056100747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500176903 93, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933447312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo v.v. Xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS056. Account No
0561 370 7474, name of account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.